đây mà chờ tụi nó đi cũng khó à. Con ở đằng sau này hay là con ở đằng sau này? Áp tới mẹ hay là chị Đảm Bảo? Chị hai mẹ, ok. Chừng nào nó tới thì anh bỏ xuống dưới hả? Okay. Wow, this is more fresh, man. Con cái này giống như bông giả rồi. Nhờ vậy đó, chân con cái gì nó tự nhiên. Cởi cái áo này ra cho con. Tại nó mặc vậy được ok, khỏi phải cởi ra. It's too dark, yeah. We are too dark? Yeah, that bad. Huh? Thôi giờ cứ chụp đại tắm trước đi rồi tính. Nếu mà con làm con ấy cái máy cho nó hơi thấp, chúi xuống thấp chút vậy nè. Nó mới chụp ngược lại thì nó mới không có bị cái ánh sáng mặt trời. Bây giờ bên kia nó chụp ngược lại mới được.